Dạ vâng. Hiếu Minh Alo xin kính chào toàn thể các bác và anh em đang biên thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì một buổi sáng ngày 7 tháng 3, em Hải đang có mặt ở tại cơ sở 2 của Minh với địa chỉ tại 48B, cơ sở Ba Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì em lên một clip mà sẽ xả một dòng loa rất là chất tại cơ sở 2 của Minh, audio dành cho các bác khách hàng trong chi nhánh miền Nam. Như các bác đã biết thì ngày hôm qua bên Hiếu Minh Audio chi nhánh miền Nam mới về một lô hàng được chuyển từ ngoài miền Bắc vào trong miền Nam, gồm 100 kiện hàng có những dòng đẩy công suất hàng mới như của các thương hiệu như là DB Acoustic, Atli và PS Audio. Trong đó thì có 20 chiếc đẩy của Martin 36.000 VK dành cho các bác và anh em đi sự kiện. Và trong đó nữa thì có những dòng loa bãi như là PV và những cặp đôi loa cuối cùng của lô loa vừa về hàng trong vòng 2 tuần trước. Và gồm 5 chiếc súp hơi Bass 50 của thương hiệu Phaito và 3 chiếc súp 40 của Phaito, dòng thương hiệu rất nổi tiếng của Italia. Và điều đặc biệt nữa là em về được 3 cặp loa cuối cùng trong lô loa hàng mới thương hiệu Đức, một thương hiệu rất nổi tiếng, đó là thương hiệu Binegger CL3564. Đây là 3 cặp loa cuối cùng thương hiệu Binegger của lô loa mà em mới về hàng tuần trước. Thì em về được khoảng 30 cặp loa Binegger và xả nhanh tới bác và anh em, giá cực kỳ tốt. Thì các bác đã ủng hộ rất là nhanh tay và đã hết hàng. Hiện tại thì ngoài Bắc đã hết hàng, chỉ còn 3 cặp loa cuối cùng mà em chuyển từ Bắc vào, gọi là bán lấy tương tác tại trong chi nhánh miền Nam. Và 3 cặp loa này thì chuyển vào nơi thì cũng đã có một bác khách qua ủng hộ cặp loa, chính là anh Phước ở Gia Lai này. Đấy, có 3 cặp thì một bác đã lấy một cặp rồi, chỉ còn 2 cặp thôi. Và trong clip ngày hôm nay em sẽ xả nhanh 2 cặp loa cuối cùng này tới các bác và khách hàng tại chi nhánh miền Nam. Bác nào nhanh tay liên hệ thì sở hữu cho mình những dòng loa nghe nhạc hay, hát karaoke cực đỉnh, dòng Binegger thương hiệu rất nổi tiếng của Đức. Đây là dòng loa 3 way, 3 đường tiếng, thiết kế là một bass 40, một chung và một chét kèn từ neo. Hàng này thì là hàng mới nguyên thùng, hàng mới 100%, cho nên là về ngoại hình thì các bác không phải lo nữa rồi, không có một xước sát, hàng mới đúng không ạ? Thiết kế là thiết kế mặt trước và mặt e căng bọc niche rất là đẹp, màu đen rất đẹp, logo của Binegger, logo thương hiệu này. Thiết kế là thùng cân và vỏ thì vỏ gỗ là gỗ ván ép MDF, sơn là sơn màu đen và sơn sần nước. Thùng vách rất là chắc chắn và rất đẹp. Thiết kế về ngoại hình thì rất cao ráo, trưng bày thì thẩm mỹ cực kỳ đẹp. Với những phòng khách các bác và anh em chỉ cần để một cặp loa này thôi, có thể là vừa nghe nhạc vừa karaoke, rất tuyệt vời trong không gian khoảng 40m² trở lại. Cặp loa có chiều cao là 90cm, chiều ngang là 42cm và chiều sâu là 40cm. Hầm hố đẹp đúng không ạ? Và đây là thông số phần hậu của cặp loa Aerocom CL364 Binegger này. Thiết kế tín hiệu đầu vào thì gồm có hai kiểu cắm, một là speaker Neutrik, hai là jack kẹp cổ điển. Có hai chế độ gạt này, một chế độ gạt Furnager, một chế độ là Biam. Thùng vách rất là đẹp, thiết kế cũng rất là đẳng cấp và sang trọng. Cặp loa này thì các bác và anh em để trưng bày phòng khách này, nhìn hầm hố đúng không ạ? Kê một cái đôn lên khoảng tầm 50cm, 40-50, để tập loài lên nhìn rất là đẹp, trang trí phòng nhìn sang trọng. Đặc biệt nhất là chất âm của nó cực kỳ đẳng cấp khi nghe nhạc và karaoke. Đây là một cặp loa toàn giải, thiết kế là một bass, một chung, một chép, thì cho ra tiếng bass rất sâu, mềm, và tiếng chung vừa phải và tiếng chép rất sáng và tơi, với thiết kế là một chép kèn và từ là từ neo, cho ra tiếng rất sáng và lan rộng
truyền tải tín hiệu xa. Và mời các bác cùng em chiêm ngưỡng về phần nội thất của cặp loa này, BNG này. Thì thưa các bác và anh Thư nha, đây là dòng loa mới cho nên là cũng không cần phải nhìn quá nhiều. Để quay thì các bác và anh em cùng chiêm ngưỡng phần nội thất thôi. Thiết kế phần mặt bát thì là từ 4 lớp ngân sóng. Mọi người có thấy điểm đặc biệt của phần bát loa này không ạ? Đó chính là thiết kế bát rất là sâu, màng rất là sâu xuống này, sâu hoắm xuống luôn. Đây. Bác thì rõ không ạ? Phần bát sâu hoắm xuống. Thì điều đặc biệt khi thiết kế phần bát sâu như thế này thì cho ra tiếng bát đảm bảo với mọi người. Đó là tiếng bát rất mềm và sâu. Mềm, sâu và uy lực. Với phần gân vải này. Gân vải tầm dầu 4 lớp. Màng vải và offer được thiết kế với công nghệ bôi keo là một công nghệ bằng máy, cho nên là viền keo rất là đều, đều tăng tắc luôn. Đây là quay phần sau này, nhện là nhựa màu vàng, keo cũng vậy, keo phần côn của côn cũng sẽ là bôi bằng máy cho nên là rất đều và đẹp, keo màu đen. Từ thiết kế là từ 19, từ rất to, côn là côn 76, từ 19, côn 76, tiếng bát sâu lực, đánh trong không gian khoảng tầm 40-45 mét trở về, một cặp loa này, quá ok luôn. Victor này, Aerocom, BNG, công suất cực đại lên tới 1200W, từ bát trung bình là 300W này. Nguyên cái bát không đã là 300W trên trở kháng 8 ohm rồi. Cực đại lên tới 1200W, rất khủng đúng không ạ? Điều đặc biệt mà cặp loa này đó chính là, các bác thấy không ạ? Trung và chép thì được đi liền cùng một phễu. Rất là đặc biệt. Đi liền một phễu, rất là đẹp luôn. Đây là phần trung ạ. Đây là phần trung. Đây là phần chép. Phần chép này thì em để ý thấy là rất giống với phần chép của loa Hòa Tiễn. Các bác thấy thế không ạ? Phễu chép này rất là dày và sâu. Đặc biệt nhất là cái thiết kế của dòng loa này, thiết kế cái gì cũng nó tạo ra một cái điểm cuốn hút. Phần bát thì tiếng ba bát nó thiết kế phần offer rất là sâu, và phần này cũng vậy, chép cũng vậy, chép cũng rất là sâu. Nhìn phễu chép này, rất sâu, nhìn như thế này là biết rồi, tiếng chép cho ra nó sáng và nó lan xa, lan rộng, dàn rộng. Đây, phần trung này, đây, trung rất to. Trung là 75W, model là 6M75A8 BNG Aerocom, công suất là 75W, cực đại là 800W trên trở kháng 8 ohm. Về phần chép thì sử dụng là pick từ trắng, và đây là từ neo này, từ neo thì cho ra tiếng, bác biết rồi, sáng, sạch và độ lan rộng rất là xa. Công suất của chép là 35W, cực đại là 120W trên trở kháng 8 ohm. Thì bát là 300 cộng với là trung là 75, chép 30, rơi vào 400W, 400W cộng với vách thùng nữa là rơi khoảng 500W. 500W thì cặp loa này em khuyến cáo các bác và anh em nên phối ghép trên những chiếc đẩy công suất khoảng tầm từ 800W trở lên nhé, để ra được chất của cặp loa BNG này. 800W một kênh đối với một cặp loa này. Và bên trong thùng thì thiết kế thùng là thùng ván gỗ, là ván ép cùng với công nghệ MDF nhiều lớp, cho nên là thùng vách rất là chắc chắn và khỏe, lực cực kỳ. Đấy, cho ra chất âm thì mọi người đánh to cũng sẽ không có tạp âm từ thùng vách, rất là chắc chắn luôn. Mọi người có thể thấy là lớp gỗ rất là dày đúng không ạ? Rất là dày. Và thiết kế bông tiêu âm là tràn loa. Đấy, còn phần chép này, phần chép chung bông tiêu âm, bát cũng có tiêu bông tiêu âm tràn loa. Bông tiêu âm màu trắng rất là dày. Về phân tần màu xanh,
và thiết kế là có hai cuộn cảm, đây hai cuộn cảm và bốn tụ hai trở xứ. Đây ba cuộn cảm, đây ba cuộn cảm là bốn tụ và hai trở xứ. Và một điều đặc biệt mà em thấy ở đây ý, nó khác với các dòng loa khác, đó chính là phần dây điện được thiết kế đều bằng cắm hết, đều bằng rắc cắm này, chứ không phải là bằng rắc hàn hay rắc kẹp, mà đây là bằng rắc cắm hết, công nghệ châu Âu, rất đẹp đúng không ạ? Thì lô loa BNG này em về hàng được khoảng tầm là gần một tuần, thì em xả hàng tới các bác và anh em. Như hiện tại các bác có thể lên mạng search tham khảo cổng loa BNG 3 đường tiếng model là CL3564-BAT40 này. Hiện tại anh em đang bán hàng giống như em, nguyên thùng xốp, hàng mới, giá là 16 đến 17 triệu đâu đó. Thì hiện tại bên em đang xả lô loa này với giá là 14 triệu trên một cặp loa. Thì hiện tại cũng đã hết hàng rồi, chỉ còn hai cặp duy nhất ở tại miền Nam. Và ngày hôm nay em lên sóng để xả hàng cho các bác trong miền Nam qua cửa hàng trực tiếp lấy, thì em giảm tới các bác và anh em trong miền Nam tới 1 triệu đồng trên một cặp loa, còn 13 triệu trên một cặp loa hàng mới BAT40 BNG CL3564 dòng 3 đường tiếng 3 way, một BAT40, một chung và một chép kèn từ neo, tiếng nghe nhạc rất là hay, hát karaoke cực đỉnh với cặp loa BNG thương hiệu của Đức này. Và bây giờ thì em sẽ bật một đoạn nhạc gửi tới các bác và anh em cùng thưởng thức chất âm của cặp loa BNG BAT40 này nhé. Vừa thưởng thức một đoạn nhạc, có thể thấy là tiếng chép rất là tơi sáng đúng không ạ, và tiếng bass rất lực và sâu, rất lực và sâu với cặp loa BNG BAT40 này. Hiện tại thì hàng đang tại chi nhánh miền Nam các bác nhé, hai cặp cuối cùng đã xả tới các bác và anh em với giá là 13 triệu và được bảo hành lên tới 2 năm với cặp loa BNG BAT40 này. Và các bác và anh em muốn biết thêm thông tin chi tiết về cặp loa này cũng như là có thể đặt hàng với cặp loa BNG BAT40 này, có thể liên hệ qua em với số điện thoại hotline là 098 235 2313. Hiện tại thì các bác có thể qua trực tiếp để mắt thấy tai nghe với các dòng sản phẩm âm thanh tại miền Nam, địa chỉ tại 48B cư 63 điểm Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 2 và cách bến xe Sương khoảng 500 đến 700 m. Và rất cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ Hiếu Minh Auto. Xin chào và hẹn gặp lại.